Ơ, ăn cái gì nhỉ? Ê Ngọc ơi, Tết rồi ấy, sắp đến Tết rồi ấy, cậu chụp ảnh nhiều Giây nào cũng chụp, phút nào cũng chụp, giờ nào cũng chụp. tớ hỏi thì thôi, bởi vì tớ biết mà, bình thường mình đi quay không mình cũng đã chụp nhiều rồi ấy. Nhưng mà tớ thấy cậu toàn dùng cái app gì gì, chả giống tớ gì cả, nhìn này. Tớ sẽ giới thiệu cho Hằng cũng như các bạn khán giả những cái app tớ chụp siêu đẹp luôn, chắc chắn là mọi người sẽ thấy ảo tung Ok, chạm. thế thì chúng mình lại cùng tìm hiểu ai nhé. Đầu tiên thì một cái app mà mình nghĩ là cũng khá là nhiều bạn dùng, và đặc biệt là Ngọc, mình biết là Ngọc cực kỳ dùng cái này luôn, đó chính là Beauty Plus, chuẩn không? Chuẩn ạ. Ok, thế thì bây giờ Ngọc thử nói qua về Beauty Plus đi xem nào. Trước hết là về cái phần giao diện của nó bên ngoài đi. Bên ngoài thì nó có hình chiếc máy ảnh cute cùng với cả màu hồng, những cành đào cánh mai này. Khi chúng ta ấn vào thì sẽ thấy rằng là khuôn mặt được biến hóa luôn lập tức, rất là Ok. xinh. Khi mà chúng ta chỉ cần ấn vào thôi, sau rồi làn da thì sẽ được bóng loáng lên, Trắng mịn luôn đúng không? đúng rồi. Ok. Sau rồi những cái nốt mụn tàn nhang sẽ có thể được chỉnh sửa. Một cách tuyệt đối. Đúng. Ở phía dưới thì sẽ có thanh công cụ, đó là sticker này, chúng ta có thể ấn vào đây. Sticker là ở phía bên trái đúng không? Đúng Ok. rồi. Bấm vào Ở có rất giữa là thì nhiều. sẽ là máy ảnh này, hoặc là có thể quay luôn ở trên cái app này. Bên cạnh nó có cả chế độ đó là xóa phông nữa. Xóa phông trong app luôn. Đúng. Xịn xò luôn. Ở phần phía trên thì nó sẽ có hình ngôi nhà để chúng ta quay trở lại, để có thể chuyển sang phần chụp ảnh hoặc là chỉnh sửa. Ở Tức đây là mỗi thì lần mà mình muốn chỉnh sửa hay chụp ảnh là mình bấm vào cái đấy đúng đúng không? rồi, chúng ta có thể quay Ok. lại. Ok. Ở bên cạnh cái hình ngôi nhà thì sẽ là cái chế độ chúng ta chụp full màn hình hoặc là Tức là kích chúng ta thước. điều Đúng chỉnh rồi, về các kích loại thước kích của thước. ảnh. Rồi, ok. Ở giữa thì sẽ là cái khung ảnh để chúng ta có thể xem lại Xem những lại cái ảnh những mà chúng ta hình. đã chụp. Tiếp theo thì sẽ là tới bộ lọc, đấy là chúng ta có thể chuyển chế độ, đấy là tự lưu hoặc là chúng ta sẽ phải không tự động lưu đó. Nhưng mình nhìn thấy là nó cũng khá là cơ bản đúng không? Nó cũng giống như các app khác đúng không? Như kiểu là chỗ dấu ba chấm này này thì mình sẽ có như kiểu đây là đèn flash này, đây là đặt giờ đúng không? Đây là chế độ này là hình cái ngón tay là chạm để chụp đúng không? Còn đây là chế độ ban đêm Đúng rồi, chế độ đó, ban đêm cũng khá là đầy đủ cho một cái ứng dụng chụp và ảnh. cái cuối cùng thì chính là quay lập camera thôi. Cũng khá là cơ bản đúng không nào? Thế thì khi mà dùng cái app này Ngọc có thấy là có điều gì nó đặc biệt hơn so với các app khác không? Ví Khi mà dụ dùng app này thì mình thích nhất đó chính là về phần chỉnh sửa ảnh. chỉnh sửa ảnh hả? Chúng ta sẽ có thể trang điểm cho khuôn mặt của mình, từ ví dụ là hàng không trang điểm chẳng hạn, thì nó sẽ có thể vẽ lông mày này, Ôi vẽ giời mắt này, tô son này, ơi. chỉnh tất cả luôn. Và nếu mà chân có hơi ngắn một chút thì ở đây còn có cái công cụ đấy là Kéo kéo dài dài chân. chân, chính xác. Wow, ok. Có kéo dài chân trong app luôn, quá là xịn sò đúng không? Rất Bên là cạnh đấy thì xinh. nó có cả các cái bộ lọc chỉnh màu, ví dụ như là độ sáng hay độ tương phản, các bộ lọc màu đa dạng rất nhiều. Và đối với Ngọc thì là cái app này rất là phù hợp với Ngọc rồi đúng không? Rất là xinh đúng không? Nó cho Ngọc những bức hình rất là Không biết là những cái bức ảnh ở trên mạng xã hội của Ngọc ấy có phải là được tinh chế ra từ em này nữa không? Chắc chắn rồi. Ok. Rất là xinh luôn, rất là nhiều like luôn. Con thằng thì sao? Bản thân mình thì mình cũng sử dụng app mà đương nhiên rồi đúng không? Nhưng mà nó sẽ không phải là Beauty Plus mà mình thường sử dụng Snow hơn. Thật ra thì mình dùng Snow nhiều hơn bởi vì có một cái ưu điểm là có nhiều sticker hơn. Và cách mình đi dạy nữa ấy, thì là học sinh của mình nó hay mượn máy cô ấy, là nó thích với cái sticker rất là Kiểu nhiều. Đúng cute. rồi, cute. Và đấy mình nghĩ nó cũng là một cái điểm cộng khá là xinh xẻo cho Snow. Còn về Snow thì mình nghĩ là cũng khá là nhiều bạn biết rồi. Giống như cái tên của nó Snow nó là tuyết đúng không nào? Thì cái giao diện bên ngoài nhận diện của nó lại chính là hình một cái bông tuyết rất là xinh, màu xanh, màu nền trắng. Còn bên trong thì chúng ta cũng giống như bao những cái app khác bình thường thôi, thì em nó cũng sẽ có đầy đủ những cái tính năng này, như là bộ lọc đa dạng này hay là sticker thú vị. Mà sticker ở đây thì có một đặc điểm của nó là nó được cập nhật thường xuyên. Ví dụ như là đến dịp lễ Tết gì là nó sẽ được cập nhật nguyên một cái bộ sticker về cái đấy luôn. Cho nên là cực kỳ là dễ dàng để chúng ta bắt theo trend. Đấy, thế còn với Snow ấy thì Snow cũng sẽ có phần chỉnh sửa giống như là kiểu Beauty Plus của Ngọc. Thì chúng ta cũng sẽ có, tuy nhiên thì em nó cũng chỉ chỉnh sửa những cái cơ bản thôi. Ví dụ như là make up thêm này, xóa mụn, chứ nó không có mấy cái Không kéo kéo dài dài chân chân. được. Cái đấy thì độc đáo đấy, không có kéo dài chân. Tuy nhiên thì mình lại cũng, mình nghĩ là cái điểm cộng mà sẽ khiến cho Snow nhỉnh hơn đó là về bộ lọc của nó đa dạng hơn rất là nhiều so với Beauty Plus, mình tin là như vậy. Và ngoài ra thì em nó cũng sẽ có chế độ chụp boomerang này, cũng giống như của Ngọc này, ở trên góc trên cùng dấu ba chấm thì chúng mình cũng sẽ có bấm vào này, sẽ có tất cả những cái tính năng nhanh giống như kiểu là đèn flash này, touch tức là mình chạm vào để chụp này, hay là đặt giờ hẹn giờ này, setting các thể loại luôn. Bên cạnh cũng sẽ là về khung ảnh này, ở góc bên cùng phía bên tay phải
phía trên cũng sẽ là chế độ lật cam. Thì ngọc cái này nó đa dạng hơn bởi vì có cả khung tròn này, đúng rồi đây, chữ nhật, đúng rồi. Đây để cho vừa cả avatar trên đúng Facebook rồi, chuẩn luôn. Chúng ta có thể căn được luôn là khi mà chúng ta apply lên Facebook thì nó sẽ như thế nào. Cho nên nó vô cùng là tiện dụng luôn. Cho nên là với bản thân mình thì mình thấy cái chế độ này rất cái app này rất là xinh. Và có một điểm hơn so với Beauty Plus ý, mình nghĩ là ở phần cuối cùng như Ngọc có thể nhìn thấy nhá, ngoài phần edit này khi chúng ta bấm vào edit và chúng ta sẽ có những cái bộ lọc, những cái chỉnh sửa sẵn cho mình ấy, mà chúng ta nhìn thấy chúng ta ưng là chúng ta có thể bấm và chọn ngay. Cho nên là việc mà chúng ta làm nghĩa là ngay ở trên cái tao dễ dàng của nó thì nó đã có tích hợp cả phần đúng edit rồi. Này hay là quay ảnh quay video này, make up đấy, luôn đúng rồi, chứ nó không phải sang hẳn phần ngôi nhà như ở bên đúng Beauty rồi, Plus không phải qua nhiều bước. Cho nên mình nghĩ đấy là một điểm cộng cực kỳ là xinh dành cho Snow luôn. Rồi thế thì app tiếp theo đi, một cái app mà hiện tại thì mình không có sẵn ở trong máy của mình, tuy nhiên là mình tin chắc là bạn nào cũng biết đến luôn và cũng dùng luôn, đó chính là Foodie. Đúng rồi, Foodie, một cái app kiểu quá trời là thần thánh cũng như là nổi tiếng luôn, đúng không nào? Đúng Foodie rồi. Thì có một cái điểm cộng cực lớn mà chắc là ai cũng biết, đó chính là về phần bộ lọc của nó. Khi mà Ngọc bày một đĩa đồ ăn ra thì chắc chắn sẽ sử dụng Foodie để đúng có thể rồi, chụp đúng ảnh rồi. Up hình lung linh đúng rồi. Bữa ăn lên mạng để cho hàng luôn thèm cả. Đúng rồi, kiểu đúng như cái tên của nó luôn là Food mà, đúng không? Foodie, cho nên là thường là những cái hình ảnh, những cái bộ lọc màu của nó ấy, rất là phù hợp để cho tất cả các thể loại món ăn luôn. Cho nên là mình nghĩ là bạn nào mà có niềm đam mê chụp ảnh, đặc biệt là đồ ăn đồ uống giống như mình thì Foodie rất là xinh, rất là hợp luôn. Và mình vẫn thường dùng cả Foodie để chụp ảnh khuôn mặt cho mọi người thấy là video thèm ăn. Là video thèm ăn. Để thêm phần hấp dẫn hơn, ý Ngọc là thế. Thêm phần hấp dẫn hơn. Thế con Foodie của chúng ta thì rất là nhiều bạn đánh giá là filter của nó thì mang rất là nhiều phong cách khác nhau. Cho nên là chúng ta có thể lựa chọn này. Và thậm chí là Foodie cũng rất là dễ dàng để chúng ta có thể chia sẻ lên mạng xã hội như là Facebook, Twitter hay là Instagram. Chúng ta có thể bấm một phát là post lên luôn mà cũng không cần phải là đao ảnh về xong rồi lại vào lại app thứ ba xong rồi mình mới tải lên. Cho nên mình nghĩ đây cũng là một thứ rất là tiện lợi để cho những chị em giống như Ngọc và mình có thể là sống ảo một cách nhanh chóng. Đấy, đấy là về Foodie. Foodie chắc chắn là app chuyên dụng để chụp đồ ăn uống rồi. Đúng rồi. Chất lượng ảnh gốc của nó cũng rất là tốt. Bên cạnh đấy thì nó cũng có những cái nhiều tính năng chụp rất là đúng, phong cách như kiểu chụp về chân dung hình ảnh này hay cũng như là cái phong cảnh cũng rất là ok. À tuy nhiên thì chúng ta cũng phải nói thật một tí là cái gì nó cũng có nhược điểm của nó. Và Foodie cũng như vậy. Mặc dù là Foodie thì có một cái điểm gọi là điểm khen quá lớn, đó là về phần màu sắc nó xinh kinh khủng rồi, xinh lung linh rồi, thì có một cái nhược điểm nho nhỏ ở đây, đó là khi mà chúng ta render ảnh nhiều quá thì em ảnh của chúng ta dễ bị vỡ một chút. Cho nên là chúng ta cũng cần cân nhắc một chút khi mà chúng ta sử dụng Foodie. Nếu như đối với những bạn nào mà chuyên về ảnh ý, mà các bạn muốn là cái chất ảnh của mình phải thực sự là sắc nét về kiểu full HD luôn ý, thì đây sẽ là một cái điểm mà các bạn cần lưu ý nhá. Rồi, như vậy là vừa rồi thì mình và Ngọc đã chia sẻ cho các bạn về top 3 app chụp ảnh mà chúng mình yêu thích nhất. Và mình nghĩ là cũng phù hợp với rất là nhiều đối tượng sử dụng khác nhau, đúng không nào? Đặc biệt là giới trẻ và những người mà xinh xắn đáng yêu như là mình và Ngọc. Đấy, thì chúng mình đã đáng yêu rồi thì dùng những cái app đấy lại còn trở nên xinh xắn và đáng yêu hơn. Đùa vui vậy thôi, nhưng mà đấy là những chia sẻ từ cá nhân của mình cũng như Ngọc. Còn các bạn thấy thế nào? Hay là các bạn có những cái app nào hay ho hơn không mà muốn chia sẻ với chúng mình không? Thì đừng quên hãy comment ở phía dưới phần bình luận để chúng ta có thể chia sẻ thêm với nhau nhé. Cũng như là đừng quên hãy like, share và subscribe để có thể ủng hộ thêm trên kênh YouTube của chúng mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.